Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tiểu Phương Little nha. Thì ngày hôm nay Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà có thể kiếm tiền từ cái coi mắt thì cách earn. Thì những cái chương trình này trước đó thì đã kết thúc rất là nhiều rồi và hầu hết các bạn đều có thể nhận được quà dù là ít hay là nhiều. Thì chúng ta đầu tiên sẽ tìm hiểu về cái coi mắt thì cách earn là gì. Thì cái coi Market Cap Earn này là một cái chương trình mà cho phép người dùng nhận được cái token miễn phí khi mà các bạn tìm hiểu về dự án và tham gia trả lời một số câu hỏi theo yêu cầu. Và có thể nói nôm na dễ hiểu là Learn Riddle, Earn Riddle, xem video về dự án và sau đó trả lời những cái câu hỏi thì sẽ nhận được những cái phần thưởng phân phối vào cái tài khoản Binance của các bạn ấy. Thì điều kiện để tham gia là gì? Thì tất cả mọi người đều có thể tham gia vào với điều kiện thứ nhất là phải có một cái tài khoản CoinMarketCap. Thứ hai là phải có một cái tài khoản sàn Binance và đã KYC rồi. Và với VO thì các bạn cần phải tạo ví nha. Rồi về cái cách thức mà tham gia thì người dùng thì cung cấp một cái ID sàn Binance. Nếu chưa có, mình đã để ở dưới phần mô tả một cái link để cho các bạn có thể tạo được tài khoản sàn Binance. Rồi thứ hai là các bạn sẽ xem các video và hoàn thành bài kiểm tra. Thứ ba là phần thưởng sẽ được phân phối là trong vòng 2 tuần sau khi chiến dịch đã kết thúc và mỗi tài khoản thì chỉ được tham gia một lần thôi. Hướng dẫn chi tiết cho các bạn để kiếm tiền ở trên CoinMarketCap Earn nha. Thì đầu tiên là các bạn sẽ vào cái trang web này, mình cũng đã để ở dưới các phần mô tả. Thứ hai là bấm vào Get Star và thực hiện cái nhiệm vụ được yêu cầu. Thì đầu tiên là các bạn sẽ coi cái video clip này. Nếu mà các bạn chưa hiểu, các bạn có thể dịch sang tiếng Việt giống như mình này và bấm vào xem video. Tiếp theo bạn sẽ phải bấm vào coi bài học thứ hai, Marking Riddle Shown. Tiếp theo là xem bài học thứ ba, The File Token. Tiếp theo bạn sẽ xem vào cái bài học thứ tư của mình, Claiming Your File at Rest NFT. Rồi khi mà bạn xem xong hết 4 cái video clip này á, thì bạn có thể bấm vào phần Take the Quiz ở dưới đây để trả lời các câu hỏi, trả lời các quiz. Rồi các bạn sẽ bấm vào chữ Next, Ready for Final Network Quiz. Make sure to work on up the video or poll before starting. Các bạn bấm vào Tôi không phải là người máy. Bấm tiếp Next. Các bạn nếu mà không biết, các bạn có thể dịch ra tiếng Việt. Có nghĩa là các bạn hãy là đọc cẩn thận cái chính sách và điều kiện của cái CoinMarketCap Earn này trước khi mình tham gia, sau đó click vào là I agree with the CoinMarketCap Earn. Và tiếp theo là bạn bấm Yes. Thì bây giờ bạn sẽ điền cái email mà bạn đăng ký cái tài khoản CoinMarketCap vào. Rồi, bấm Next. Cung cấp cái ID của tài khoản Binance của các bạn. Bấm Next. Rồi bây giờ bạn sẽ bắt đầu vào cái phần mà
trả lời câu hỏi. Ở đây hỏi là what is the multiply of file token DeFi is here? Thì các bạn trả lời là 1 tỷ nha. Mình nhầm. Các bạn sẽ trả lời 1 tỷ. 1 tỷ. Bấm next. What is the file of the coin? Thì các bạn sẽ trả lời câu này. A service layer solution that makes sending, receiving and even requesting cryptocurrency joyful and easy to do across on blockchain. What does the file protocol relay the need for? Thì các bạn sẽ trả lời câu là long and complicated policy. Tiếp theo là what can the file protocol be used for? Thì các bạn sẽ chọn là on the bowl. The file protocol enable. Thì các bạn sẽ chọn là on the bowl. Câu 6, what is the file token used for? Các bạn cũng chọn là on the bowl. What is a file address? Các bạn sẽ chọn là a customized universal human variable wallet name in NFT. File dimension A. Thì các bạn sẽ chọn là on up servo. Thì đến cái bước này á, các bạn cần điền vào địa chỉ ví để nhận token file á, các bạn sẽ nhấn vào chọn here thì nó sẽ hiện ra danh sách hoặc là các sàn có hỗ trợ, các bạn có thể là chọn một trong những cái ví đó. Mình sẽ bấm vào here. Thì trong đây mình sẽ dịch ra tiếng Việt cho dễ biết nha. Thì tiền thưởng nè sẽ tặng 100 file nè. Thì ở đây là có phí sharp ship và rất là nhiều cái phí khác. Bạn có thể chọn một trong những cái phí này. Thì mình sẽ chọn cái phí Whitebit này nha. Thì ở đây nó đã có những cái bước hướng dẫn cho các bạn như là chọn một phí hỗ trợ file đầy đủ từ danh sách bên dưới, đăng ký địa chỉ file của riêng bạn bên trong ví, tiền thưởng thì nó sẽ tặng. Thì mình sẽ bấm vào Whitebit. Khi bạn đã vào một cái sàn giao dịch điện tử mà bạn chọn thì bạn sẽ kiếm đồng file này, sau đó nhấn vào deposit để nhận cái địa chỉ ví. Bạn sẽ copy cái địa chỉ ví này và sau đó bạn sẽ tap bên đây, sau đó bấm next. Thì thế là bạn đã làm xong và trả lời xong các bài khảo sát do cái CoinMarketCap Earn làm. Sau đó bạn sẽ nhấn submit. Nhấn tôi không phải là người máy, submit form. Thế là bạn đã làm xong một cái bài khảo sát cũng như là tham gia xong cái chương trình kiếm tiền cùng CoinMarketCap Earn này rồi. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip này. Các bạn có thể like, share cũng như là subscribe cho trang YouTube của Tiểu Phương Crypto nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video clip lần sau. Xin chào.